Những ngày qua, clip người đàn ông hóa trang thành đường tăng, diễn cảnh trốn yêu nữ hay nhảy múa ở công viên thung lũng hạnh phúc Thành Đô, Trung Quốc đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Theo đó, đoạn video đường tăng né tránh nữ yêu được chia sẻ lên mạng xã hội hôm ngày 9 tháng 11, nhận được sự quan tâm lớn của khán giả Trung Quốc, thậm chí còn được chia sẻ tại Việt Nam. Trong video, người đàn ông hóa thân đường tăng mặc áo cà sa màu đỏ, cầm một cây trượng bằng thiết, khi các cô gái lại gần, người này diễn điệu bộ giật mình e ngại, được nhận xét rất giống cách diễn của diễn viên Từ Thiếu Hoa, người đóng vai Đường Tam Tạng trong phim Tây Du Ký bản năm 1986. Được biết, người đàn ông này tên Điền Tương Dương, 34 tuổi, bắt đầu bắt chước hình ảnh nhân vật từ vài năm trước. Trao đổi với truyền thông, Tương Dương nói diễn viên Từ Thiếu Hoa là thần tượng của anh. Sau 2 năm hóa thân thành nhân vật nổi tiếng này, hiện Tương Dương có gần 1 triệu người hâm mộ trên Weibo để bắt chước giống diễn xuất của tư thiếu hoa tư dương cho biết anh học động tác biểu cảm và phong thái trong phim gần đây anh còn nhảy disco và diễn cảnh cầm súng ngắn khiến nhiều người phản đối cho rằng điều đó sẽ phá vỡ hình ảnh nhân vật truyền thống